tặng Lan Hồ Điệp 20 tháng 10 thì có được không? À, đây là câu hỏi của rất rất nhiều bạn. Liệu chậu hồ điệp 20 tháng 10 thì có rực rỡ, có đảm bảo được cái độ thẩm mỹ không? Thứ nhất là Lan Hồ Điệp để ở đâu cũng được, siêu siêu gọn nhẹ luôn. Bọn mình thường là sẽ mix những cái sen đá màu sắc như vậy, chậu cũng cực kỳ là trang nhã sang trọng, trang trí rất cầu kỳ. Nên là nếu như 20 tháng 10 này bạn cần hoa lớn hay là hoa vừa phải, chậu 5 cây nè, chậu 5 cây Lan Hồ Điệp để trên bàn, hoặc là chậu 9 cây Lan Hồ Điệp để trên bàn, thì bạn nhanh lên nha. Bạn được tận mắt nhìn ngắm rồi, bạn sẽ có được câu trả lời ha, là liệu nó có phù hợp không, nó có đặc biệt không. Có một điều đặc biệt là chỉ khi chân bạn mới cảm nhận được, đó là Lan Hồ Điệp siêu siêu bền, chân cả tháng luôn. Và đây là điều mà ai cũng yêu thích.